Thế thì khi mà chúng ta thực hiện khởi nghiệp ngày nay, không thể thiếu được một bộ công cụ online. Và tôi nhận được một cái câu hỏi đó là gì? Xây dựng bộ công cụ online thì hết bao nhiêu tiền? Và làm thế nào để quản trị được và phát triển được cái bộ công cụ online này? Thế vậy thì những anh chị em mà khởi nghiệp lưu ý rằng chúng ta khởi nghiệp có nghĩa là mới bắt đầu. Tất cả mọi thứ chúng ta cần phải tiết kiệm nhất, chi ít tiền nhất. Thế nhưng mà lại không phải là gì ít tiền nhất mà lại không đảm bảo được cái sự chuyên nghiệp. Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định bộ công cụ online của chúng ta gồm có những cái gì. Đầu tiên là bạn cần phải có một website. Nhớ chứ, đặt tên doanh nghiệp là phải mua tên miền ngay. Đấy, đặt tên chưa đăng ký kinh doanh nhưng mà đặt tên là phải mua tên miền ngay. Tại vì cái tên miền ấy mà chúng ta không mua mà người khác mua mất ấy, thì điều đó rất là nguy hiểm. Lúc đó chúng ta lại phải đi đổi, chúng ta lại phải nghĩ một cái tên khác. Thì đầu tiên nó là gì? Tên miền. Cái thứ hai để chi phí để có một website đó là chúng ta phải thuê cái hosting. Hosting chính là gì? Cái máy chủ để chứa cái dữ liệu của website. Và cái thứ ba đó là thuê viết cái website. Thế để mà muốn có được cái website này thì nó vô cùng đó, rất nhiều giá. Thì anh chị lưu ý giúp tôi rằng anh chị chỉ mất trong vòng đâu đó khoảng từ 3,5 triệu cho đến 10 triệu, thậm chí đến hàng trăm triệu để có một website. Nhưng nếu như anh chị bắt đầu khởi nghiệp, hãy lên mạng tìm. Cố gắng là anh chị cần phải viết ra cái nội dung mà anh chị thể hiện cái website lúc ban đầu tiên, sao cho nó ngắn gọn, đẹp, thể hiện được những nội dung thông tin giao dịch của anh chị. Và thiết kế đơn giản với cái chi phí thấp nhất có thể. Đấy, thì anh chị mua cái tên miền chắc hết mấy trăm nghìn, hosting mất mấy trăm nghìn, thiết kế cái web hết khoảng mấy triệu, 2-3 triệu. Đấy, vừa rồi thì tôi có tư vấn hỗ trợ cho một cái anh chị mới khởi nghiệp thì tổng cái này làm hết khoảng 3,5 triệu, rẻ nhất có thể nhé, chứ đừng có mất quá nhiều tiền vào những cái thứ đó. Hãy cố gắng tập trung thể hiện trí tuệ của anh chị, thể hiện cái nội dung của anh chị muốn truyền tải tới khách hàng là cái gì. Thì hãy có một bộ này. Và sau đó anh chị cần phải học ngay về vấn đề quản trị, cập nhật và viết bài lên trên website. Website là vấn đề vô cùng quan trọng, chính là bộ mặt của chúng ta. Doanh nghiệp có thể không có văn phòng, nhưng không thể không có website. Ngày nay kinh doanh ở trên online, còn không thể thiếu được, không thể rời khỏi online được. Chúng ta có thể không bán hàng ở trên web đó, nhưng chúng ta phải giới thiệu sản phẩm, chúng ta cần phải truyền tải cái thông tin ra bên ngoài. Cho nên chi phí để có một bộ công cụ online thì chỉ là chi phí của website thôi. Có nhiều anh chị kinh doanh đến hàng chục năm sau vẫn cứ không chịu ngồi làm website, rồi cứ đắn đo mãi đẹp xấu, phải có nè, cố gắng đẹp nhất có thể tại thời điểm đó. Đấy, và công nghệ bây giờ hỗ trợ rất tốt. Thế và anh chị nhớ cho tôi rằng khi có website rồi thì anh chị cần phải học quản trị cái website đó để cập nhật viết bài, để giới thiệu được cái dự án của anh chị ra bên ngoài cho người ta biết. Đó, thì xây dựng bộ công cụ online là như vậy. Nội dung thứ hai đó là gì? Ngoài cái website ra thì bộ công cụ online nó không chỉ nguyên website. Những cái nội dung sau này thì nó dễ hơn. Bộ công cụ online là bắt nguồn là bạn có một cái điện thoại, có một cái số điện thoại, nó sinh ra cho bạn một cái Zalo. Đúng không ạ? Sinh ra cho bạn một cái Zalo. Thế rồi từ đó sinh ra cho bạn một cái Facebook, bạn lập một cái fanpage, bạn có một cái trang kênh YouTube, bạn có một cái email. Nó đồng bộ trong cách đặt tên, thiết kế, nhận diện để truyền tải cái thông điệp của bạn ra bên ngoài để cho người ta biết tới bạn. Và bạn cần phải làm thường xuyên, liên tục hàng ngày về vấn đề này. Từng bước một theo năm tháng. Đó là cách để chúng ta quảng bá hình ảnh của chúng ta ra bên ngoài. Anh chị lưu ý giúp tôi là gì? Nhất là những anh chị em khởi nghiệp, anh chị cần bỏ thời gian học về kỹ thuật online, những kỹ thuật căn bản. Ví dụ như là anh chị có thể tự làm được một cái hình ảnh đơn giản,
các cái phần mềm nó hỗ trợ bây giờ nó khá là thuận lợi. Các cái thiết kế lớn thì chúng ta không nói, thì có thể phải thuê một cái bên đơn vị nào đó họ làm logo rồi làm các thứ khác. Nhưng những cái thiết kế đơn giản, anh chị cần phải biết làm hình ảnh. Cái thứ hai là anh chị cần phải biết làm video. Không thể không biết được, phải biết quay một đoạn video để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, những nguyên tắc căn bản khi làm hình ảnh, làm video và các kỹ thuật online. Bởi vì online nó mới giúp anh chị bán được hàng, nó giúp anh chị giảm tải được các chi phí ở trong doanh nghiệp. Khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, chúng ta đang không có tiền, chúng ta muốn thực hiện một cái ước mơ của chúng ta, anh chị cần phải làm được hết những cái thứ này. Không quá khó, nhưng chúng ta phải học và chúng ta phải làm. Học là một phần thôi, nhưng mà quan trọng nhất là anh chị cần phải làm. Mà anh chị cứ làm hàng ngày, làm hàng ngày. Mỗi một cái nội dung chi tiết, đấy, tôi lấy ví dụ, anh chị cần phải biết cách để làm một cái hình ảnh căn bản. Để anh chị biết, à, muốn truyền tải thông tin ra bên ngoài, có một chút về hình ảnh. Cái thứ hai, anh chị biết quay một cái video như thế nào, bố cục một cái video như thế nào. Đơn giản thôi, mang điện thoại ra là quay thôi. Chứ đừng quá cầu kỳ, đừng có cầu kỳ đến mức mà cuối cùng bạn không làm được gì. Rồi có các kỹ thuật online, làm thế nào để sell được một cái video, làm thế nào để sell một cái bài viết, làm thế nào để viết được cái bài ở trên web, rồi là link từ bài trên web sang Zalo, sang Facebook, sang fanpage. Rồi là cần phải lên được một cái kế hoạch để xây dựng quảng bá cái hình ảnh của mình ra bên ngoài thông qua kênh YouTube, đúng không? Facebook, vân vân. Thì từ đó bạn sẽ có được một tệp khách hàng lớn từ trên nền online. Mà với cái chi phí như thế này, thực sự chắc là rẻ nhất, anh chị mất khoảng độ hơn 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu là anh chị có một bộ công cụ mà anh chị sẵn sàng cho vấn đề phát triển hình ảnh của anh chị. Vâng, tôi xin được trả lời anh chị, đó là xây dựng một bộ công cụ online và quản trị như thế nào cho thành công, mất bao nhiêu tiền. Anh chị hết sức lưu ý là đừng bao giờ bị mất tiền vào những cái thứ mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp khi chúng ta chưa có tiền, không đáng. Chuỗi các video sau tôi sẽ nói với anh chị về làm thế nào để chúng ta kiểm soát và khắc phục được các rủi ro về pháp lý, rủi ro về tài chính trong quá trình khi anh chị bắt đầu khởi nghiệp. Vâng, tôi xin kết thúc trả lời câu hỏi này ở đây. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.